Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thả mè bằng sắt hộp để lọc nói nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình trực tiếp thả mè với khoảng cách rồi từ dưới lên tới trên nha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào. Thì mình ở đây đã thả cái gui trước rồi nha cô chú anh chị các bạn. Thì cũng tiếp tục là thả mè lên để lập máy ngói cho nó hoàn thiện luôn nha. Rồi thì cô chú anh chị và các bạn xem mình làm có hay hữu ích, nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm. Thank you.
Rồi thì mình đã thả mè xong nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình thả bằng sắt hộp, toàn bộ là sắt hộp hết, trên cái thùng sườn để lập ngói xưa nha, rất là đều luôn. Đó. Thì mình bắt bằng ốc vít của ốc bắt ngói á. Ốc vít để bắt ngói á, thì mình bắt ở đây cho nó dài để cho nó cố định được cái cây mè của mình thẳng từ trên xuống dưới. Rồi thì video của mình tới đây mình cũng kết thúc nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Rồi ok, bye bye.